xuống ghế ở đây. Đây, những cái phím ở đây thì trên bàn phím thì không có, còn lại là những cái trên bàn phím có thì đã test trên đây hết rồi. Mình test camera. Micro ok rồi nhé. Cấu hình máy ạ. i5 thế hệ 7 RAM 8 ạ. SSD 256 chia thành 2 ổ đấy ạ.